Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu và mình là Admin Care đây. Hôm nay thì mình sẽ nói một vài cái suy nghĩ của mình trong khoảng thời gian là trải nghiệm từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Thì mình quyết định là làm video cho các bạn luôn để nói ra những cái cảm nhận nhanh của mình về cái chiếc Bphone B86 này. Thật sự rằng là hôm qua mình đã được đi dự sự kiện tại một store của Bphone. Đó thì mình thấy rằng là cái cách họ làm cái sự kiện này thì cũng rất là chỉnh chu và trong nó thật sự rất là hiện đại các bạn ạ. Mình cũng rất thích cái kiểu những sự kiện như thế. Tuy là không được dự ở những cái hậu trường lớn nhưng mà nhìn chung thì họ vẫn làm nó theo đúng được cái quy chuẩn, đó chính là vừa đảm bảo được cái sự an toàn cũng như là vừa đảm bảo được cái sự sang trọng và đạt chuẩn được một cái sự kiện gọi là đẳng cấp quốc gia như thế. Thực ra đây chỉ là một phiên bản thử nghiệm thôi các bạn ạ. Đó, chưa phải là phiên bản thương mại chính thức. Nhưng mà mình nghĩ rằng là so với lại phiên bản thương mại thì nó cũng sẽ gần như là 1-9-1-10 rồi. Tuần sau thì cái chiếc Bphone này nó sẽ lên kệ chính thức. Tất nhiên là mình phải đợi được cái phiên bản thương mại chính thức để mình có thể là được trên tay cũng như là trải nghiệm nó trong vòng khoảng vài ngày. Sau đó thì mình mới có một video đánh giá chi tiết cho các bạn được. Đó, chứ còn phiên bản thử nghiệm này thì mình chỉ nói về những cái cảm nhận nhanh thôi. Đầu tiên thì về phần trải nghiệm hiển thị, chúng ta sẽ có là một cái kích thước màn hình 6.1 inch và độ phân giải là Full HD. Nhìn chung thì với những cái thông số như thế nó cho ra là chất lượng chi tiết rất tốt các bạn ạ. Tấm nền IPS trên cái chiếc Bphone B86 này được xem như là một cái tấm nền mà gọi là đẹp nhất trong phân khúc rồi. Dù cho nó không được trang bị tấm nền AMOLED hay là Super AMOLED. Kể cả là trên đời Bphone 3 hoặc là Bphone 3 Pro thì mình cũng đã rất hài lòng về cái chất lượng hiển thị rồi. Nó thật sự rằng là nó mang lại một cái gì đó khiến cho mình thỏa mãn hơn so với cái phân khúc giá mà nó nằm trong đó. Theo như là CEO Nguyễn Tử Quảng thì ông đã nói chia sẻ rằng là cái phiên bản Bphone B86 là phiên bản nâng cấp của Bphone 3 Pro các bạn nhé. Nhìn chung thì chúng ta vẫn sẽ có một cái tấm nền IPS, nhưng mà ở đây mình để kỹ mình thấy rằng là hình như cái độ sáng trên cái con này nó cao hơn so với lại trên cái độ sáng của cái chiếc Bphone 3 Pro. Mình cũng đã từng được trải nghiệm trên tay cho các bạn rồi, các bạn có thể xem lại video đó. Về cái mặt thiết kế thì thật sự phải công nhận một điều rằng là Bphone là một trong những chiếc điện thoại mà cho ra một thiết kế vừa đẹp vừa đảm bảo về cái chất lượng hoàn thiện cũng như chất liệu hoàn thiện của nó thì thật sự rất là cao cấp. Cả mặt trước sau đều được hoàn thiện từ kính cường lực đó, và chúng ta sẽ có là một cái khung viền kim loại ở đây. Tất cả những cái mép nối có trên cái chiếc máy này nó thật sự rất liền mạch và không có một cái điểm gờ nào được tạo ra cả. Mình đã cực kỳ hài lòng với cái phần thiết kế có trên cái chiếc Bphone 3 Pro rồi. Và lên cả đời Bphone B86 này thì chúng ta vẫn sẽ có đó chính là một cái lối thiết kế như thế đó. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có là bốn góc cạnh nó được bo cong nhiều hơn để phù hợp hơn với lại các bạn nữ. Và chúng ta có thể thấy rằng là với một cái chất lượng hoàn thiện như thế, nó đã giúp cho cái chiếc Bphone B86 này đạt được cái tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 Plus. Tức là cái chiếc điện thoại này có thể trụ được trong vòng 30 phút với độ sâu là 2m thay vì là 1.5m như là cái tiêu chuẩn IP68 trước đó. Đó, cho nên là họ gọi đây là cái tiêu chuẩn IP68 Plus chứ họ không dám gọi là IP69. Đó. Nên chúng ta cũng đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây thật sự là một cái tên phải gọi là khiêm tốn chứ không phải là kiểu phô trương quá đâu. Ăn nằm với chiếc máy này một đêm luôn thì mình thấy thật sự cái trải nghiệm về cái phần mà thiết kế độ sang trọng rồi độ hoàn thiện trên chiếc máy này thật sự rất là tốt các bạn ạ. Và cái tông màu của nó là sự kết hợp giữa màu vàng, màu đen luôn luôn là cho ra một cái màu sắc đẹp nhất. Tất nhiên là chúng ta đã có thêm hai phiên bản màu mới, đó chính là một cái màu xanh dương và một cái màu hồng. Nhưng thì nó cũng rất là đẹp thôi, tại vì cái độ hoàn thiện của BKV là rất tốt, tốt nhất trong những chiếc điện thoại tốt nhất. Xét trên mặt bằng chung thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại Oppo Reno 3 mới ra mắt đây thôi. Thì nó cũng sẽ có một cái form hao hao như thế, đó chính là nó sẽ không thiên về cấu hình mà nó sẽ tập trung về phần camera. Đó. Nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện trên cái chiếc Reno 3 đó thì thật sự rất là tệ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có là một cụm gồm hai camera được đặt trong một cái module hình vuông như thế này đây. Nhìn chung thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó chiếm một cái khoảng diện tích hơi thừa và mình thấy rằng đây là một thiết kế chưa đẹp. Chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay với tốc độ nhận diện là cũng rất tốt. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có thêm là một cái logo Bphone ở đây. Về phần camera thì chúng ta sẽ có là hai cái ống kính có độ phân giải là 12 megapixel như thế. Tuy nhiên thì cái điểm mà BKV tập trung vào không phải là chất lượng phần cứng mà là phần mềm. Các bạn sẽ thấy rằng là trên những video mà họ đã demo trong cái sự kiện ra mắt Bphone B86 thì thật sự rằng là mình cực kỳ ấn tượng luôn. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là nó cứ kiểu ngờ kiểu gì, tại vì nhìn những bức ảnh đó thật sự rằng là không thể tin là một chiếc điện thoại có thể làm được. Thật sự cá nhân bản thân mình là một reviewer
từ trước giờ đã trải nghiệm rất nhiều chiếc điện thoại flagship rồi đó, và mình thấy rằng là không thể nào mà một chiếc điện thoại có mức giá rẻ chỉ bằng một nửa so với những chiếc điện thoại flagship ở thời điểm hiện tại nhưng có thể cho ra những bức ảnh như thế. Và khi trực tiếp tham dự buổi sự kiện đó, chứng kiến tận mắt những gì mà chiếc iPhone D86 này đã làm đó, thì rõ ràng thật sự mình rất ấn tượng và cực kỳ bất ngờ luôn. Trải nghiệm sơ qua về phần camera trên cái chiếc iPhone D86 thì mình thấy rằng là chất lượng ảnh của nó cho ra cũng gọi là khá tốt trong tầm giá này đó. Mặc dù là mình biết rằng là nó chỉ tập trung về cái phần mềm thôi đó, chất lượng ảnh nhìn chung thì trong điều kiện đầy đủ sáng thì mình rất là hài lòng. Về phần chế độ AI trên camera này thì mình thấy rằng là nó là một trong những cái chế độ AI làm việc hiệu quả nhất trên smartphone ở thời điểm hiện tại. Vào trong bóng tối thì nó sẽ tự nhận diện rằng đây là một môi trường thiếu sáng, thì lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ ban đêm đó. Để sát lại gần cái sản phẩm thì nó lập tức nó sẽ nhận diện đây sẽ là chế độ macro. Chúng ta sẽ bao gồm có những tính năng ví dụ như là S macro này, sản phẩm này, khoảnh khắc này, S9 này và góc rộng. Và ở đây mình thích nhất là hai cái chế độ đó, chính là khoảnh khắc cũng như là sản phẩm. Nó giúp cho chúng ta thật sự là rất nhiều trong cái quá trình mà chúng ta làm việc cũng như rằng là bắt được cái khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống. Đó là những điều mà mình rất cần trên một chiếc điện thoại ở thời điểm hiện tại. Nhưng gần như thì các hãng smartphone đến từ Trung Quốc hay thậm chí Apple hay là Samsung thì họ đều ngó lơ về cái phần tính năng này. Nhưng mà riêng đối với BKV thì thật sự rằng là họ đang đi rất là đúng hướng về những cái tính năng như thế này. Còn về phần cấu hình, chắc chắn có nhiều bạn nghĩ đây sẽ là một cái thiết bị gọi là quá đắt khi mà nó sẽ có chúng ta là một con chip Snapdragon 765 cho một mức giá là 8.990.000, không thể nào chấp nhận được. Đối với lại cá nhân bản thân mình thì thật sự về cái phần cấu hình là một điều mình cũng hơi tiếc một tí, tại vì rằng là giá như nó được trang bị một con chip Snapdragon đầu 7 thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều, Snapdragon 710 chẳng hạn. Và theo như một số nguồn tin họ có chia sẻ với mình rằng thì đáng lẽ đấy, cái chiếc máy này nó phải được ra mắt vào năm ngoái cơ, nhưng mà tại vì bị delay cho nên thành ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là một con chip gần như về mặt hiệu năng chơi game nó không có cải thiện gì nhiều so với lại chiếc Snapdragon 665 hoặc là 660, và gần như là giống hoàn toàn luôn các bạn à. Điểm GPU các bạn có thể thấy này, nó cũng chỉ dừng lại đâu đó là khoảng từ 33 đến 36 nghìn điểm thôi đó, chứ không thật sự rằng là quá nhiều, quá cách biệt so với lại hai con chip thuộc thế hệ trước đó. Nên nó sẽ không thiên về cái phần hiệu năng để chúng ta chơi game. Nhưng về mặt AI thì nó đã được tăng cái khả năng xử lý lên tới 2,5 lần. Đây là một điều nó sẽ giúp cho những cái tính năng AI có trên cái chiếc camera cũng như là chiếc iPhone 86 này nó hoạt động nhanh hơn cũng như là xử lý tốt hơn. Nhìn chung thì với những cái tác vụ bình thường, chiếc máy này nó vẫn có thể đủ để trải nghiệm mượt mà. Nhưng mà về cơ bản, khi mà chúng ta vào những cái tựa game nặng ví dụ như PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile chẳng hạn, thì rõ ràng nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sự gì đó ức chế và khó chịu nhất định trong một khoảng thời gian dài sử dụng, khi mà nó không đảm bảo đủ được cái hiệu năng để chúng ta có thể trải nghiệm những tựa game như thế. Nhưng nó đi cũng phải nói lại, đây là một chiếc máy thật sự nó có những cái tính năng cao cấp về mặt phần mềm, về mặt thiết kế, về mặt camera và về những cái tính năng đi kèm ví dụ như kháng nước tiêu chuẩn IP68+, cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà kiểu ngó lơ những cái tính năng đó và chỉ đánh giá nhận định nó bằng cách là chỉ nhìn vào con chiếc Snapdragon 675. Và chưa kể chúng ta sẽ còn có những cái dịch vụ bảo hành tận nhà nữa, đó là những thứ mà các bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí và không phải bỏ thêm 1.000 nào nữa, trừ những cái chi phí mà linh kiện thay thế bên trong chiếc máy này cho bạn làm hỏng. Còn về phần dung lượng pin thì cũng là một điều mình hơi tiếc trên chiếc máy này, khi mà nó cũng chỉ có viên pin với dung lượng là khoảng 3.000 mAh thôi. Giá như nó nâng cấp lên khoảng 3.500 thì chúng ta sẽ cảm thấy được phần nào đó an ủi hơn, và pin không thể nào dùng được trong vòng khoảng 1.5 ngày các bạn à. Chắc là mình nghĩ rằng là chỉ mở khóa xem giờ rồi sau đó tắt thì may ra mới trụ được khoảng 1.5 ngày thôi, chứ còn ở thời điểm hiện tại thì phải ít nhất gì cũng là phải là viên pin 3.500 trong chiếc iPhone này. Pin và cấu hình là hai điều mà mình tiếc nhất trên chiếc máy này, nhưng xét trên mặt bằng chung thì mình vẫn thấy rằng là mức giá nó cho ra để đem lại những cái trải nghiệm về phần thiết kế, màn hình, camera cũng như là chế độ hậu mãi tốt thì nhìn chung cũng là xứng đáng các bạn à. Chiếc máy này nó có một cái độ nhận diện thương hiệu rất là cao. Các bạn đi ra ngoài đường, các bạn chỉ cần móc ra nghe gọi một phát là các bạn người ta đã biết ngay đây chính là chiếc điện thoại iPhone rồi. Thu hút mọi ánh nhìn rất là tốt. Đó, nó cũng giống như Apple vậy các bạn à. Thường nó sẽ mang lại cả một cái cảm giác sang, độc lạ. Đó. Rồi, đó là những gì mình muốn gửi đến cho bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 86 này? Cá nhân bản thân mình thì mình thấy mức giá như thế này nó cũng không hẳn là quá đắt. Hơi đắt chứ không hẳn là quá đắt các bạn nhé. Các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.